trước mắt quý vị là chiếc loa kéo BBT6830, một phiên bản nâng cấp đặc biệt của chiếc BBT6800 đang nổi đình nổi đám hiện nay trên thị trường âm thanh di động. Và sau đây xin mời quý vị hãy cùng mình trải nghiệm phần test karaoke của chiếc loa này thông qua phần thể hiện của anh Phan Hùng. Xin mời anh. Say giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đồ trắng tròn. Chiếc loa này sở hữu hệ thống 3 nguồn tiếng với một loa bass và hai loa tép, trong đó thì hai chét, một chét trung và một chét cao. Có nghĩa là cái trung âm của nó được thể hiện một phần qua một loa chét và phần qua loa bass. Nhờ đó thì chiếc loa này không cần cổ loa trung nữa mà nó vẫn tái tạo ra được một âm thanh cân bằng và chi tiết giữa ba giải, giải trầm, trung âm và cao âm. Để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng xa từ ngày em thấy. Khi nghe nhạc hoặc hát karaoke từ chiếc loa kéo đến từ bed, quý vị có thể cảm nhận được một sự khác biệt rất dễ dàng nhận thấy. Đó là cái tiếng chét của nó nhiều hơn, sáng hơn những dòng loa kéo khác. Cụ thể khi chúng ta đưa mic lên miệng, chúng ta chỉ cần alo một cái thôi thì cái chất nhạc, chất giọng mà chúng ta nó đưa vào mic rất là rõ ràng, rất là chân thực. 20 năm cuộc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. So với chiếc BBT6800 thì chiếc BBT6830 này nó được nâng cấp toàn diện từ mạch phân tần, từ mạch công suất và bộ loa. Cái mạch công suất của nó thay vì được trang bị nguồn xung thì nó đã sử dụng đặc xuyên rồi, nó mang lại một nguồn điện ổn định hơn. Cái chất âm của nó cũng nhờ vậy mà nó sạch sẽ hơn, nó ít tiếng xì, tiếng sôi so với những dòng loa kéo trước đây của thương hiệu BBT. Ôm giấc mộng lỡ làng. Ngoài ra thì việc nâng cấp toàn diện về mặt củ loa bass của nó cũng được làm tốt hơn, và hai loa chét của nó cũng trở nên sáng hơn, chi tiết hơn. Lá rơi đắp mộ cuộc tình. Mặt trước của loa là một tấm lưới kim loại đã được thiết kế lại để nó hiện đại hơn và sang trọng hơn. Toàn bộ mặt lưới nó được nằm chìm bên trong cái khung viền của loa, tạo cho chiếc loa này một dáng vẻ cao cấp và chắc chắn. Một đặc điểm khác biệt trong thiết kế đó là mặt lưới của chiếc BBT6830 thay vì chỉ là lưới kim loại trơn thì bên trong của nó đã được sử dụng một cái lớp vải lưới để bảo vệ chiếc loa này khỏi những tác nhân vật lý, chẳng hạn như bị hơi nước hắt vào thì nó chống nước tốt hơn. Và đây là cận cảnh chiếc mic đi kèm theo loa để quý vị quan sát. Mic của nó thì không có nhiều khác biệt so với chiếc BBT6800 về mặt thiết kế, nhưng cái bo mic bên trong đã được nâng cấp và được nâng cấp toàn diện về mặt củ loa, mặt phân tần, mạch công suất. Nó đã giúp cho chiếc loa này có một chất mic dễ chịu hơn rất là nhiều. Và đây thưa quý vị, và điều khiển của nó với những chức năng thông thường. Tuy nhiên thì các nút bắt điều chỉnh âm thanh nó đã được gia công thiết kế lại với chất liệu nhôm phay, nhưng được cắt CNC nhìn rất là sang trọng và đẳng cấp. Chiếc loa vẫn được trang bị ổ bình ắc quy dung lượng 20 Ah cho thời gian hát karaoke liên tục từ 4 đến 6 tiếng. Loa có trọng lượng là 35 kg, rất là nặng. Kết hợp với hệ thống bánh xe đa chiều thì chúng ta có thể di chuyển chiếc loa rất dễ dàng chỉ với 3 ngón tay, rất nhẹ nhàng. So với chiếc BBT6800 thì chiếc BBT6830 này nó có một cái dáng vẻ thiết kế cao cấp hơn, chắc chắn hơn. Bên trên của nó là một cái logo của BBT dập chìm. Đây, quý vị có thể nhìn thấy một logo BBT dập chìm như thế này. Ba cái tay cầm để chúng ta kéo đẩy cũng như là di chuyển nhấc chiếc loa lên.